triển vượt bậc. Khán thính giả dần thay đổi thói quen đọc, nghe, nhìn. Smartphone trong tay, thông tin nhanh chóng, lan tỏa tức thì. Không giới hạn địa lý, không gian, thời gian. Không đứng ngoài cuồng quay của thời đại số, LA34 đang nỗ lực để bắt nhịp cùng xu hướng truyền thông hiện đại. Thưa quý vị, một bản tin thời sự, một phóng sự chuyên đề hay là các chương trình truyền hình trực tiếp hay bản tin văn nghệ, giải trí, thể thao sẽ được thực hiện như thế nào và sản xuất ra sao bởi ekip của LA34? Để có câu trả lời này, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo Trang Quỳnh Phong khám phá đài phát thanh và truyền hình Long An quý vị nhé. Và căn phòng đầu tiên Quỳnh Phong muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là phòng phát thanh, nơi đặt nền móng đầu tiên cho đài phát thanh và truyền hình Long An. Đi thôi quý vị nhé. Đây là phòng thu phát thanh với ekip đang thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp Khởi Hành, một chương trình mang tính tương tác cao, tuyên truyền về an toàn giao thông, được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Cùng với Khởi Hành, nhiều chương trình khác như tri âm đồng điệu, ca nhạc theo yêu cầu, qua miền văn hóa cũng được đài ứng dụng công nghệ trong sản xuất chương trình. Không chỉ phát sóng trực tiếp mà còn tổ chức livestream trên fanpage của đài để tăng tính tương tác đa chiều với công chúng. Trong đó, chương trình Qua miền văn hóa được phát trực tiếp qua hình thức cầu phát thanh, liên kết nối sóng với các đài bạn trong khu vực như Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Trà Vinh. Ngoài các chương trình trực tiếp thì từ đầu năm 2022, đài cũng đã thực hiện nhiều chuyên mục mới như là Quý hương vàng, đọc sách giúp bạn, ẩm thực và sức khỏe, cảnh báo làm đẹp, v.v. và đã nhận được phản hồi tích cực từ thính giả. Thưa quý vị và các bạn, thời đại công nghệ 4.0 thì chỉ cần một cái clip chuột hay những cái lướt điện thoại thì quý vị và các bạn có thể xem bản tin thời sự bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Và để hiểu rõ hơn về bản tin này thực hiện như thế nào, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo Trang Quỳnh Phong di chuyển lên lầu 4, nơi làm việc của ekip phòng thời sự quý vị nhé. Tôi ngạc nhiên khi căn phòng thời sự có rất là nhiều chỗ trống hiện tại do các đồng nghiệp của chúng tôi đã đi công tác từ trước, và căn phòng thời sự chỉ thật sự đầy đủ khi vào những cái cuộc họp cơ quan cũng như những cái cuộc họp phòng mà thôi. Với quyết tâm nâng chất cho các bản tin thời sự, từ tháng 9 năm 2020, các bản tin của đài đã được chú trọng đầu tư về nội dung và hình thức. Đặc biệt, từ tháng 11 năm 2021, chương trình thời sự 18 giờ 30 phút đã được đài phát trực tiếp trên trang YouTube và fanpage song song với sóng truyền hình. Nỗ lực này giúp cho khán giả có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời mà không nhất thiết phải bật TV. Trước sự phát triển của công nghệ và cả sự tác động của mạng xã hội, lĩnh vực phát thanh và truyền hình buộc phải thay đổi theo hướng nhanh hơn, kịp thời hơn mới có thể giành được chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt này. Tất cả các khâu từ thu thập thông tin cho đến tổ chức sản xuất chương trình, lưu trữ, truyền dẫn, phát sóng đều dần chuyển sang công nghệ số. Việc thu âm qua điện thoại, thậm chí là thu hình thông qua video call hay là FaceTime đều có thể thực hiện. Điều này đặc biệt thuận lợi trong thời gian thực hiện ba tại chỗ phòng chống dịch.
Thưa quý vị, cũng tại tầng 4 này, bên cạnh phòng thời sự thì còn có phòng chuyên đề. Nơi đây chuyên thực hiện những cái phóng sự chuyên đề dài, không có áp lực nhiều thời gian như phòng thời sự, nhưng mà phòng chuyên đề cũng có những cái nỗi khổ riêng, đặc biệt là việc thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp nè, tọa đàm thì còn có cả rất là nhiều ekip cùng nhau tham gia. Nào, bây giờ mọi người cùng vào tham quan phòng chuyên đề xem không khí làm việc ở đây như thế nào nhé. Sản xuất các chương trình truyền hình chất lượng cao, được đầu tư công nghệ hiện đại và có tính tương tác cao đã và đang là hướng đi được Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xác định để có thể bắt nhịp xu hướng truyền hình hiện đại. Từ hướng đi này, thời gian qua, nhiều chuyên đề phóng sự với nội dung phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trải đều các khung giờ phát sóng đã thu hút được sự quan tâm của khán giả như sức khỏe và đời sống, kết nối phát triển, vượt qua hiểm nghèo và các phóng sự xã hội khác. Bên cạnh đó, các chương trình tọa đàm, truyền hình trực tiếp với thời lượng từ 45 phút đến 60 phút, thậm chí là 90 phút như đối thoại, chuyện nhà nông, bàn tròn doanh nhân hay các sự kiện lớn được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cũng nhận được sự quan tâm tích cực từ phía khán giả. Để thực hiện những chương trình như vậy là một sự chuẩn bị rất kỳ công của cả một ekip lên đến vài chục người với sự phối hợp nhịp nhàng, không được sơ suất. Quý vị có bao giờ thắc mắc là một phát thanh viên thì làm sao có thể truyền tải thông tin một cách trôi chảy và không bị vấp hay không? Để tìm được cho câu trả lời này thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng xuống tầng trệt để khám phá phim trường ảo. Bất kỳ khách mời nào cũng sẽ thắc mắc với bức màn màu xanh lá khổng lồ này trong phim trường. Đó là điều bắt buộc do yếu tố kỹ thuật. Bằng kỹ thuật đồ họa với bối cảnh theo nội dung kịch bản, kỹ thuật viên đồ họa và đạo diễn sẽ phối hợp để tạo ra những khung hình sinh động, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cũng như là thẩm mỹ. Trải qua 20 năm tác nghiệp thì mình cũng đã rút kết được rất là nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn như là cái phim trường ảo đây, khi mà mình được quan tâm đầu tư về cái thiết bị hiện đại thì mình tự tin mình trao dồi học hỏi để mà mình sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Để khi mà mình vào cái chương trình truyền hình trực tiếp thì mình thao tác nó không có bị sai sót. Khi mà làm truyền hình trực tiếp thì cái vai trò của người đạo diễn hình nó rất là nặng. Tại vì anh có thể anh quyết định được tất cả các cái khung hình, động tác máy và cái bố cục khung hình, rồi ánh sáng, rồi những cái thông tin anh cần đưa lên cái backdrop. Với thiết kế đặc biệt trong không gian khép kín, phim trường ảo có đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho việc thực hiện các chương trình mà lại tiết kiệm chi phí so với việc dàn dựng phim trường thật. Và quan trọng là phim trường ảo còn được các khách mời tham gia chương trình cũng như các đối tác hài lòng khi hợp tác sản xuất chương trình truyền hình hiện đại. Hiệu quả của những chương trình của mình rất là ok. Thí dụ như ngồi đây đài truyền hình Long An trực tiếp, nhưng mà các bạn tận ở ngoài Hà Nội nha, ở ngoài Lạng Sơn cũng đã gọi cho Bích Thủy. Hồi nãy em mới thấy chị trên đài Long An, chương trình của mình hay quá. Người ta đã theo dõi chương trình mình rất là nhiều lần. Và thậm chí là các nông dân mà Bích Thủy đã từng đi hội nghị gặp á, là đã xin cái đường link để mà coi lại. Từ kinh phí đầu tư của dự án nâng cao năng lực hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, từ quý 2 năm 2021, đài đưa vào sử dụng và khai thác hệ thống sản xuất chương trình truyền hình và hệ thống tổng khống chế theo chuẩn HD. Tuy nhiên, hiện nay vì nhiều lý do, đài chỉ mới khai thác các trang thiết bị đầu vào và khu vực tổng khống chế, nên chưa phát huy toàn diện hiệu quả dự án đầu tư thiết bị sản xuất phát sóng theo chuẩn HD. Nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn xem đài, bạn nghe đài, thời gian qua Đài Phát thanh và Truyền hình Long An luôn tập trung nâng cao chất lượng các chương trình cũng như cho ra đời nhiều chương trình mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng. Đồng thời, phương thức tiếp cận thông tin của công chúng ngày nay cũng ngày càng đa dạng. Khán giả ngày nay không chỉ xem các chương trình truyền hình qua màn ảnh TV, thính giả không chỉ nghe các chương trình phát thanh qua sóng radio, bạn đọc không chỉ đọc báo in, báo điện tử mà còn tiếp cận thông tin qua các nền tảng khác. Nằm trong xu hướng phát triển ấy, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng tập trung phát triển nền báo chí đa nền tảng. Đó là việc đầu tư và truyền tải thông tin qua trang web, qua các nền tảng xã hội khác như kênh YouTube, Fanpage, Zalo, TikTok của đài
những nền tảng này cùng với lại kênh phát thanh truyền hình truyền thống của đài góp phần lan tỏa những thông tin bổ ích đến với công chúng. Trước xu hướng phát triển công nghệ số, đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên đài phát thanh và truyền hình Long An không ngừng khắc phục khó khăn, trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ để có thể tác nghiệp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, phục vụ tối đa cho nền tảng số với mong muốn mang đến cho khán thính giả, độc giả thông tin nhanh, chính xác, có sức lan tỏa và thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận. Đài phát thanh và truyền hình Long An có cái sự tác động rất lớn, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân ở địa phương và đồng thời lan tỏa ở khu vực. Các chương trình có nội dung rất là hay, bổ ích và thu hút cái thị hiếu của người xem. Thì trải qua thăng trầm và những khó khăn, đài phát thanh và truyền hình Long An vẫn nỗ lực phấn đấu nâng cấp hạ tầng truyền dẫn phát sóng, đổi mới nội dung chương trình, đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ và đặc biệt là vẫn giữ cái tỷ lệ rating ở mức độ khá ở người xem. Và giờ đây thì tỉnh cũng đã phê duyệt cái đề án nâng cao năng lực hoạt động của đài và định hướng đến năm 2030. Và với quyết tâm nỗ lực của tất cả các anh em của đài phát thanh truyền hình Long An, tôi tin rằng cái vị trí kênh anh là 34 của đài phát thanh truyền hình Long An mãi vươn cao bay xa. Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ thì phần quảng cáo ngày càng thu hẹp. Chưa bao giờ ngành phát thanh truyền hình phải đứng trước một cuộc cạnh tranh không cân sức như hiện nay. Để khẳng định mình, không còn con đường nào khác là phải thích ứng với thực tiễn. Trong quá trình đó sẽ có nhiều gian nan, thử thách, nhưng lòng yêu nghề, niềm đam mê cháy bỏng với nghề sẽ là trụ đỡ để các đài phát thanh và truyền hình trên cả nước nói chung, trong khu vực nói riêng, tiếp tục sứ mệnh của những nhà báo trong sự nghiệp báo chí cách mạng. Đó cũng là chia sẻ, là gửi gắm của các nhà báo tại hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022, cụm thi đua số 8 Bắc Sông Hậu, vừa diễn ra tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Tiền Giang. Kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã đang và sẽ tiếp tục tác động đến ngành phát thanh và truyền hình. Đây vừa là khó khăn nhưng cũng vừa là cơ hội để tập thể cán bộ, phóng viên, đài phát thanh và truyền hình Long An LA34 không ngừng nỗ lực, đem hết tâm huyết, tình yêu nghề, học hỏi, dấn thân và cống hiến để đáp ứng sự kỳ vọng của khán thính giả, độc giả gần xa.